hàng này nha. Lâu lắm rồi thì mình mới đặt hàng online đó. Đây mình lại đặt sticker đi. Ở đây thì mình có 4 bộ nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra nha. Đầu tiên là mình có một cái bộ này. Mình cũng không nhớ là một bộ thì cái bộ nào mình mua 50 cái. Nói chung mình cũng mua khá nhiều. À, shop có tặng cho mình một cái sticker unicorn nữa nè. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ đến với bộ sticker donut nha. Đây là những cái bánh donut nè. Mình thích ăn cái donut dâu nhất luôn á các bạn. Đó, nhìn rất là hấp dẫn. Còn đây là donut có cái màu vàng là cái gì mình cũng không biết nữa, nhưng mà có cái sốt sô-cô-la. Donut đã cắn một miếng. Ôi, màu xanh này nè, mình chưa bao giờ ăn nha. Nhìn miếng này thì rất là yummy luôn. Đó, đây, ở đây rất là nhiều cốm ở trên. Màu tím nữa. Đây là một cái bánh donut hình như là 2 tầng các bạn. Rất là đặc biệt. Wow, donut dâu nhìn rất là dễ thương luôn nha. Donut sô-cô-la này Khánh Linh thích nè. Đây, cái này giống cái hồi nãy nè. Các bạn ơi, đây thì mình nghĩ là donut mật ong hoặc là thơm. Và ở trên là có cái sốt sô-cô-la đó. Đây, một cái màu xanh đó nè. Mấy cái này nhìn nó kiểu cute. Còn những cái này nhìn giống như thật á. Đây, cái này thì là cốm trắng nha. Đây, màu hồng. Wow, cái này như là một cái bảng menu bánh gì đó. Ba cái bánh nè. Đây là có bánh donut sô-cô-la và có sốt sốt sữa. Đây, đây là cốm hình ngôi sao nha. Các bạn xem nè. Wow, cái này nhìn rất là đặc biệt luôn. Nhìn nó như là hình thật luôn các bạn. Cái này giống như là hình vẽ nè các bạn. Mình sẽ vẽ donut là cái này. Đó, rất là nhiều. Mình thấy khá là nhiều donut màu hồng. Wow, donut này như là nó hình hình này hình bao nhiêu vậy? Bông hoa lục giác. Okay. Màu trắng nha, kem màu trắng. Đó, màu hồng. Nói chung ăn cái này á là mình không biết có xanh lá không ta. Là nó khá là ngọt đó các bạn. Mỗi lần mình chỉ ăn được có một cái thôi. Rất là y như thật luôn. Cái này chắc là mùi nho. Hình như mình cũng ăn có một lần. Còn sau này thì là mình chưa ăn. Rất là cute luôn. Màu xanh này thì chắc là Việt Quốc hoặc là Bạc Hà quá các bạn. Các bạn nào ăn màu xanh chưa thì comment cho mình biết nha. Đây màu hồng. À, cái màu này chắc là chuối rồi. Sô-cô-la quá trời cốm luôn các bạn ơi. Này, mật ong. Cái màu ống ống này chắc là mật ong. Đây, cốm màu xanh hình ngôi sao và kem. Rất là nhiều bánh donut luôn. Nói chung là nhiều lúc mình cũng thèm mà không có được ăn. Các bạn thì mình sẽ ngắm những cái sticker này để đỡ thèm. Wow, hey, Blackpink nè, Blackpink. Ôi, cái màu xanh lá, cái này mình thích nè. Nhưng mà mình cũng không biết là màu gì hết. Bữa mình mới ăn cốm. Cuốn qua mùi cốm. Ủa, cái này đặc biệt có một cái à. Cái này đã cắn một miếng rồi các bạn. Đây, Blackpink miếng nè. Còn một cái không có cốm. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái tiếp theo là bộ này bộ gì đấy ta, giống như kẹo đồ. Đây có kẹo lollipop nè, bánh donut. Đây một cái bánh cupcake. Trời ơi, nãy giờ nghiện donut nè. Đó, đây là những cái cây kẹo mà thôi. Những cái cây này mình ăn nó siêu cứng thôi. Kẹo mút rất là cứng. Cái này giống như các bạn kẹo bông gòn mà người ta nặng hình. Đây là sô-cô-la. Lại là những cái kẹo mút nũi như này ăn rất là đau răng. Một đống luôn, này là cũng như kiểu để trang trí vô vỏ mà Noel đó. Đây, thức khác đó. Những cái kẹo này thì cũng hình như cũng cứng luôn đó các bạn. Là bông gòn, có những cái viên kẹo như thế này. Ôi, đây là giống như một cái nhà đó các bạn. Ui, kitty chưa. Như một cái kẹo xong người ta có những cái cốm ở trên á. Dễ thương các bạn. Tiếp tục là sô-cô-la nè. Đây, rất là nhiều những cái kẹo như thế này. Như là mình sẽ làm một cái nhà bánh kẹo chẳng hạn. Đó, giống như đây, như cái Noel nè. Oh, mấy bánh kẹo. Ấy, cupcake khác nè rồi. Còn đây là lollipop cầu vồng. Ôi, đẹp quá các bạn ơi. Nhìn mà rất là mê luôn. Mặc dù mình không phải là một tín đồ ăn kẹo, tín đồ ngọt đâu. Đây, rất là nhiều lollipop và những cái bịch kẹo sô-cô-la như thế này. Đó, anh biết một cái nhân chiên quá các bạn. Nhưng mà đó là kẹo. Đây, hũ kẹo. Đó, các bạn đừng ăn kẹo nhiều nha. Mà nếu mình ăn hơi nhiều quá thì mình hãy đăng kỹ. Đây, mùi dưa lưới. Mấy bánh kẹo này xinh nha. Này, cupcake. Đây là một cái kem. Hả? Ủa, nãy gì vậy? Ủa, nãy vậy? Mình cũng biết. Wow. Xinh quá à, ngôi nhà bánh kẹo. Lâu đài luôn các bạn. Đây là một tô kẹo. Đây, nhà kiểu nhà bằng bánh nè, cho Noel đó. Trời ơi, donut cầu vồng nó còn đặc biệt hơn, limited edition hơn là những cái này nữa. Trời ơi, cái này dễ thương quá. Qua đây luôn, qua đây luôn, qua đây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đến cái bộ này. Bộ này mình thấy là nó có vẻ dày quá ta. Đẹp quá, nó thích cầu vồng. Đây có một cô gái đang chạy xe đạp nè. Xe đạp nữa. Ôi, con Panda đang chạy xe đạp. Hình như cái này là bài xe đạp. Trời ơi, trời, quá trời là ship rồi. Trời, con trời nó ngồi lên cái xe. Rồi là cái xe đạp mà cái yên là bánh là quá trời luôn đó. Đó, donut nè. Qua đây, qua đây. Đó, xe đạp donut nữa nè các bạn. Bảo mình làm nhà bằng donut đi, quá trời donut
Cái này dễ thương này nha các bạn. Donut nữa nè. Trời ơi, chén bơ. Hả? Con hà mẹ. Cái này là bánh hamburger nha. Trời ơi, giò viên hà mẹ. Đây, sẽ đẹp. Đây, mẹ con và gáo. Ủa, cái này phải donut không ta? Cái này bơ cơ. Đây, sẽ đẹp bình thường. Cái này chắc là donut dưa hấu nè, đúng không? Hay là dưa hấu ta? Cái này. Thôi, thôi cứ cho qua donut luôn đi nha. Bà hua cao cổ. Mẹ con nhà hồng hẹp. Ồ, bạn sushi, bạn cơm nắm. Ờ, chắc là trái chanh các bạn. Anh em nhà chuối. Chuối khủng long. Cô bé đang đi giao hoa cùng với chú mèo. Là sushi nè các bạn thấy không? Khi bạn thân chở đi chơi mặt xanh lè xanh lét không dám. Đây, cái cà chua. Ủa gì vậy? À, giống như là chuối rồi xì bánh xe. Xì bánh xe. Đổ bánh xe rồi. Đu nốt nữa nè. Đây, đu nốt luôn. Bơ nha, bơ. Rùa thôi, con này mà chạy xe đạp nó cũng không nhăn lên được nhiều đâu. Nhưng mà có công mà sắt con này đâm kim. Em xe đạp này hơi lạ nha các bạn. À, bánh đa. Đó. Khi mà mới gội đầu xong thì mình ra ngoài mình chạy xe đạp. Chuối. Sushi nữa ha, nó là nhiều sushi nha. Cho nó ăn cũng là sushi bánh xe. Khi mà đó khóc nè các bạn. Buồn ngủ mà bắt đi học. Xe đạp nữa rồi tới con thỏ nè. Đây cuộc chiến chuyện cổ tích là gì ta? Thỏ và rùa đây, thỏ và rùa sẽ chạy xe đạp. Trời ơi, con gì vậy? Cái gì mà đốm dữ vậy? Chó này, xương rồi nè, chó. Sushi nữa rồi, pizza đây. Fast food qua đây. Đây, pizza nữa đây các bạn. Những cái hãng pizza thì nên làm gì để cho nó đặc biệt cái xe đạp ha các bạn. Đó có con chúng nè. Kiểu người ta chăm chút từng chi tiết luôn á. Ôi, donut nè, cool. Sushi. Con này là con gì mình quên rồi các bạn. Con này con gì ta? Đúng là cũng một loài thú rồi. Rau củ. Cái này đẹp nha các bạn. Rồi, bây giờ mình tới cái cuối cùng. Cái trà sữa nè. Những cái chữ, những cái hashtag đồ á. Boba Life. Boba hả? Không hiểu Boba. Trà sữa đây, thảo uống sữa. Ly trà sữa đi vào không gian. Đây, trà sữa mà chúng ta luôn yêu thích nhất. Trà sữa chân châu đường đen. Cứ tê không các bạn, giống như cái sắp kim quá. Ly trà sữa dâu và có hình bạn gấu á. Lại là những cái chữ I love trà sữa, I love milk tea. Này tiên cá cũng trà sữa nha các bạn. Chó cũng uống, panda cũng uống. Rồi đây là ly, ly này đẹp nè. Kiểu nữ hoàng uống thôi. Boba. Ồ. Trời, con này nó vừa thấy quá trời luôn anh. Nó hút nha các bạn, nó hút nè. Rất là sáng tạo nha. Dễ thương chưa? Á, khủng long này, kiểu như cái thạch khủng long ở trong á. Dễ thương không? Trà sữa màu hồng, ôm ngủ luôn. Trà sữa màu vàng hả? Trà sữa chuối chăng? Trà sữa hồi đó mình gọi là cái gì ta? Bạc hà. Green tea. Matcha. Đây, trà sữa của Mick yêu mến năm anh nhạc. Đẹp không? Có tê chưa? Khủng long cũng biết uống sữa. Đó, uống trà sữa chứ. Con gì vậy? Chữ gì vậy các bạn? Ngủ nay luôn. Mình nhớ có cái trà sữa năm ngoái mình uống á các bạn, nó có nguyên con chó trong đây. Đây, trà sữa của nàng tiên cá nha. Đây có những cái thạch mà những cái thạch hình con rùa mới chịu. À, một ly trà sữa, trời cứ teo, miễn cười nữa. Uống béo lắm mà muốn miễn cười. Cái trà sữa nè. Mèo cũng muốn nha, đây là hươu cao cổ cũng xuống đây luôn. Cái thạch hươu cao cổ luôn. Ủa, cái này béo nha. Đẹp không các bạn? Uống nhiều béo mới có khẩu hiệu nào vậy em ta? Đây, tiếng Trung đồ. Chim cánh cụt. Cái gì vậy? I love Boba. Cũng lâu nha. Ok các bạn ơi, vậy là mình đã giới thiệu hết 4 bộ rồi nè. Và các bạn thích cái bộ nào nhất thì mình cũng có thể tìm kiếm và mua nha. Vậy là video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn nhấn like, share và nhớ đăng ký trên kênh Bảo Minh Channel nhé. Bye bye.